Vâng, tôi chơi một đoạn hình dung ra âm thanh của cây đàn Marzipan này. Và một cái dòng đàn mà có hình thức rất là đẹp. Vâng, tôi nhìn thấy cái đàn này tôi nghĩ rằng là không thể tưởng tượng được nó là trong phân khúc chi tiêu tiết kiệm. Và một cái hình thức đẹp như thế này. Và một cái khổ đàn lớn. Vâng, một cái khổ đàn lớn này thể hiện một cái chiều sâu âm thanh như các bạn vừa nghe. Cái độ dày âm thanh rất là tuyệt vời. Vâng. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn cây đàn này được đánh giá rất là cao thì mới có được âm thanh như vậy. Chúng ta cùng kiểm tra các phần khác của cây đàn. Mời các bạn. Vâng, một cây đàn Marsan được đánh giá chất lượng rất là cao, các bạn xem. Body B, key B cộng, pin A, action A và support A. Bây giờ chúng ta cùng xem cái support. Vâng. 5 cột trống chắc chắn. Vâng. Đấy, các bạn thấy rằng là bên kỹ thuật chúng tôi đã bảo dưỡng rất cẩn thận cái sao bót này. Đấy, và sao bót này A và rất sạch sẽ như các bạn thấy. Sau bảo dưỡng đẹp như thế này. Rồi, có thêm hai cái hộp cộng hưởng nhỏ để mở rộng thêm cái thể tích bên trong của hộp cộng hưởng. Bây giờ chúng ta cùng xem body của cây đàn. Mời các bạn. Và đây, với cái đầu hồi này. Đấy, một chút bụi này tôi lau luôn này. Đấy, các bạn thấy đẹp, không có một vết gì cả. Vâng. Tôi nghĩ rằng là người Nhật họ rất khắt khe để đánh giá cái cây đàn này là body B, nhưng theo tôi thì nó phải là B cộng. Vâng. Đấy, đẹp như này, các bạn xem cái nắp, phần nắp này. Phần nắp trên này. Đấy. Phần mặt bên trong. Đây, các cái chữ đồng được đánh rất là cẩn thận. Và phần key tôi kiểm tra luôn cho các bạn, key B cộng thôi nhưng mà tôi thấy chẳng có cái vấn đề gì cả. Vâng, tôi vừa chơi trực tiếp thấy rất tốt. Và các bạn xem vào phần dưới của cái đàn, bụng dưới cái đàn. Đấy, rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng xem phần đầu hồi bên này. Vâng. Đây, cái chỗ mà thường hay sứt vỡ nhất thì các bạn thấy là vẫn nguyên nguyên như thế này. Cái hồi đẹp như thế này. Tôi cho rằng là hình thức cây đàn này rất rất đẹp. Vâng, rất đẹp. Mời các bạn xem phần bên trong cây đàn. Và bây giờ là các phần cơ bản bên trong. Chúng ta cùng xem cái action trước. Vâng, một cái action được nguyên gốc nó rất là đẹp rồi. Nguyên gốc là A thì các bạn rất yên tâm rồi. Và qua cái bảo dưỡng của khối kỹ thuật bên chúng tôi thì các bạn thấy rằng là nó như được làm mới thêm một lần nữa, như trở lại với nguyên trạng mới ban đầu. Và rất là đẹp như thế này. Đấy, tôi nghĩ rằng là không có gì để mà phải lo lắng, nhất là tôi trực tiếp chơi thấy rất tuyệt vời. Bây giờ đến một cái thứ mà chúng ta cần quan tâm, chốt pin. Những cây đàn mà chi tiêu tiết kiệm mà các bạn thấy được chốt pin bằng thép trắng như thế này thì các bạn hoàn toàn rất yên tâm, bởi vì thép trắng nó không gỉ, và thứ hai nữa là cái độ cứng nó rất là cao, dẫn đến là khi theo năm tháng không bao giờ nó bị vo tròn các cái đầu cả. Đấy, đấy là điều mà các bạn nên lưu ý. Và chốt pin A, action A, vâng, support A, vâng, những cái rất tuyệt vời với cái đàn này và với âm thanh các bạn vừa nghe. Chúng ta xem thêm một chút ở dưới nữa. Vâng, cho hoàn hảo hơn. Các bạn thấy rằng đó là những cái bê đàn rất là lớn như thế này. Đấy, dẫm rất thoải mái. Và do cái hình khối cái đàn nó lớn nữa. Đấy, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tôi muốn nói rằng là chúng ta đừng ngần ngại khi chúng ta đã định chi tiêu đến khoảng 15 triệu rồi. Thì một là với chúng tôi có phương pháp là trả góp phần tiếp theo. Hai là các bạn cứ mạnh dạn đầu tư thêm một chút, chúng ta được sở hữu những cây đàn như thế này thì cái hiệu quả khi học đàn, tập đàn của chúng ta cao hơn rất rất nhiều. Cảm ơn các bạn.